Cái vấn đề mà đặt ra chắc là không chỉ với bản thân nghệ sĩ khi mà thực hành ấy, chắc chắn là họ có rất là nhiều chất vấn khi mà họ thực hành nghệ thuật, khi mà họ sáng tạo. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì bên ngoài cái công việc của người nghệ sĩ thì em nghĩ rằng là nghệ sĩ hay là những cái người mà sáng tạo luôn phải đối mặt với những cái mặc định, những cái định kiến, những cái suy nghĩ mang tính đóng khung về một vài vấn đề nào đấy. Thì ví dụ như là bản thân mình làm nhà sàn collective chẳng hạn, thì ví dụ có những người khác thì họ sẽ mặc định là nhà sàn collective này thì có nghĩa là A, B, C, D, Z. Họ cũng mặc định những cái đóng khung đấy. Mình có thể tiêu cực hoặc có thể tích cực, nhưng nói chung là họ cũng có những cái mặc định, những cái hoạt động của mình sẽ bị định hướng bởi những cái khung mà họ đã đóng sẵn cho mình. Hoặc là ví dụ như là mình sẽ phải đối mặt với những câu chuyện như là mặc dù mình rất là khó để xóa cái đấy đi, nhưng mà ví dụ như là chuyện là cái xuất thân của mình, ví dụ như là tôi là một nghệ sĩ, tôi là một người làm phim hay là một người viết văn hay là người Việt Nam, thì có nghĩa là mình dù thế nào đi chăng nữa, là đặc biệt là các nghệ sĩ của nhà sàn là có rất là nhiều người đã từng có rất là nhiều những cái hoạt động và triển lãm hay là đi các kỳ lưu trú ở nước ngoài ấy. Thì em nghĩ rằng là họ phải đối mặt rất nhiều về cái chuyện là mình bị đóng khung là tại vì anh đến từ Việt Nam cho nên là anh sẽ có những cái ABC hay trong nghệ thuật của anh sẽ nói về một số nội dung nhất định về chiến tranh hay là về các vấn đề hay là kể cả cái mặt xúc cảm của anh cũng chỉ nó thể hiện hay như thế này chẳng hạn. Nhưng mà em nghĩ cái đấy là một cái vấn đề mà bất cứ cộng đồng nào cũng phải đối diện, và bất cứ một cái là nó giống như là người nước ngoài mà nghĩ về Việt Nam thì sẽ nghĩ đến gọi là vịnh Hạ Long hay là nem với cả sen. Đấy là một cái chuyện mà em nghĩ là ở trong bất cứ cái ngành lĩnh vực nào này nó cũng phải đối diện. Thì cái bảo là bây giờ phải làm như thế nào để mình chống lại cái đấy, thì nghĩa là không nhất là phải chống lại mà mình sẽ tương tác, mình có thể nhận biết, và tức là mình vẫn có thể nói như thế nào nhỉ? Tức là mình không phủ nhận và mình vẫn hiểu là tại sao người ta có những cái cách lập luận như thế, nhưng mình nhìn thấy những cái giới hạn trong những cái cách lập luận và trong những cái khung đấy để mà mình làm việc với những cái giới hạn hay tương tác với những cái giới hạn đó. Thực ra thì lúc mà mình sáng tạo ấy, mình làm tác phẩm chẳng nghĩ chỗ đấy đâu. Bây giờ mình không nghĩ là tôi là làm thế này vì tôi là nghệ sĩ, vì tôi là nhà sản collective, vì tôi là người Việt Nam. Lúc mà mình làm tác phẩm của mình không nghĩ chuyện đấy. Mình chỉ nghĩ là mình đang đương đầu một cái vấn đề như thế này. Thì bây giờ mình xử lý cái vấn đề đấy như thế nào. Ví dụ như là tôi muốn sử dụng những cái hình ảnh trong cái tác phẩm cuối gần nhất ấy, thì mình có lấy ảnh của các bạn, ảnh như kiểu là bị dò dỉ của các bạn đồng tính nam mà đưa lên mạng xong rồi tìm bạn tình. Cái đấy là cái ý tưởng mình muốn làm rất là lâu. Nhưng mà mình không biết là phải làm thế nào với cái hình ảnh đấy. Nó có rất là nhiều vấn đề, vấn đề tôn trọng cá nhân, riêng tư, rồi vấn đề thế nọ thế kia, những cái chuẩn mực về cơ thể, cái thứ nọ kia. Mình không biết là phải làm cái đấy như thế nào. Thì đến lúc mà mình tìm ra một cái cách giải quyết vì cái hình ảnh đó ấy, thì mình rất là sung sướng. Thì rất là, thực là vì thế là, nhưng mà đấy là một tác phẩm, một cách làm tác phẩm. Nhưng mình nghĩ là có những cách làm tác phẩm khác nhau. Có thể là mình làm mà mình không hề nghĩ đến những cái giới hạn, và mình đến mình không bị cái giới hạn đấy nó chi phối. Hoặc là mình nhận thức được là nó có những cái giới hạn như thế, và mình sẽ tìm cách là mình đẩy cái giới hạn đó, hoặc là mình tìm cách để mình làm gì với cái giới hạn đó, và xóa giới hạn đó. Và tất nhiên là mình có xóa một cái giới hạn này thì lại có một cái giới hạn khác nó sẽ tiếp tục về mặt lý thuyết mà nói, thì nó lúc nào nó cũng có giới hạn, và thậm chí là những cái giới hạn đấy nó có thể mang tính chất tiêu cực và cũng có thể mang tính chất tích cực. Tức là ví dụ người ta bảo là người Việt Nam thì cứ làm về chiến tranh Việt Nam,
cứ làm về thế nọ thế kia thì chắc chắn là sẽ được thế giới người ta nhìn thấy, lúc nào có khán giả, vì người ta đã frame cái chuyện là người Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam thì sẽ phải nói về, mà nếu mà nói với cái khác người ta không quan tâm đến nữa vì cái đấy là có người khác nói. Thì nếu mà mình lại không hơn một chút, mình position mình vào những cái chỗ đấy thì có khi mình lại tạo ra được những cái chỗ đứng tốt cho mình. Ví dụ như là cái quyền chẳng hạn nó cũng là một cái rất là dễ được coi là điểm nóng, là điểm mà mình dễ được ghi điểm, điểm gây nhiều tranh cãi và, đúng không? Được ghi điểm, bây giờ tất cả mọi người đều ghi điểm cái đấy, cả chính phủ Mỹ cũng ghi điểm cái đấy, chính phủ Việt Nam cũng ghi điểm cái đấy, các tổ chức nhân quyền cũng ghi điểm, nghệ sĩ cũng ghi điểm, và nghệ sĩ cũng vậy. Thì cái câu hỏi và tất cả những cái cộng đồng mà họ nghĩ rằng họ chịu thiệt thòi, họ cũng đều được ghi điểm. Thế thì câu hỏi để đặt ra là thế cuối cùng tất cả mọi người được ghi điểm thì thật sự là ai được hưởng lợi, cái con người cái người mà thật sự đáng là phải được hưởng tất cả những cái mà mình đáng lẽ là người ta được hưởng thì người ta có thực sự được hưởng cái đấy hay không? Thế mà đầu tiên là mình mà với là một câu hỏi khác là ví dụ cái việc mà frame đấy thì là cũng phải có một cái người nào đấy người ta frame chứ. Thì mình cũng bận frame cái người đấy vào một cái frame nào đấy chứ, đúng không? Thế bản thân mình cũng có gọi là gì nhỉ, cũng tham gia vào cái quá tham trình tham gia vào quá trình khung. Đóng khung và mình không thoát trong được cái nhóm nào đấy, đúng không? Thế thì thật thì mình nghĩ là nếu mà mình thứ nhất là mình càng nói về cái đấy thì mình càng có những cái suy nghĩ về cái đấy, thì khi trong lúc mà mình làm tác phẩm thì mình sẽ có những cái đề xuất nào đó mà mình có thể là đương đầu với cả một cái frame đấy, mình thực ra là cũng rất là khó. Thế nhưng mà nó không giải quyết, là xin lỗi, nó không giải quyết không được, mình vẫn cứ tiếp tục phải là làm. Thế nhưng mà em nghĩ là cái thực hành sáng tạo thời gian nó thách thức rất là nhiều, nghĩa là nó phải đối diện rất nhiều với cái chuyện đóng khung với cả giới hạn ấy. Có nghĩa là nghệ sĩ, em nghĩ rằng là có thể vì một cái lý do cá nhân nào đấy, một nghệ sĩ nào đấy làm một cái tác phẩm hay là thực hành một cái dự án mà có chủ đề về dự án về chiến tranh Việt Nam chẳng hạn. Thế nhưng mà cái quan trọng ấy, mình không thể quên được ở đây là mình đang nói về nghệ thuật. Vấn đề nó không phải có thể là cái chủ đề như thế nào mà anh tiếp cận như thế nào và anh làm như thế nào. Trước đấy là những cái người mình bảo hay là gọi là cliché đấy, những cái mà đã rất là cũ và đã xáo mòn rồi về cái chủ đề đấy. Thì rõ ràng là em nghĩ rằng là em vẫn nghĩ rằng là ít nhất là trong thực hành của em thì mình có thể có những lúc mà kiểu mình không ý, nghĩa là mình không muốn ý thức, hoặc là tại vì là với một tác phẩm là mình sẽ như vậy, nhưng mà có những cái lúc là mình cần phải ý thức về cái chuyện đấy, là cùng một cái chủ đề đấy, thậm chí là có thể có những người đã có, ví dụ như nếu như em biết rằng là có những người mà đã có một cái tiếp cận đúng như vậy rồi, một cái chủ đề rồi, thì em sẽ bắt buộc em phải bắt mình phải có một cái cách tiếp cận khác. Mình phải có, nghĩa là mình có cái nhu cầu phải thay đổi, mình không muốn rơi vào cái cliché đấy. Thì khi mà mình gọi là mình loay hoay, mình không biết giải quyết là thế nào, tức là mình đã biết là có rất nhiều những cách giải quyết rồi, và cái cách giải quyết của mình là như thế nào. Như thế nào mới quan trọng. Và đôi khi cái sự loay hoay đấy chính nó cũng là một cái quá trình để mà như mình nói là mình cố gắng mình xóa hay mình đẩy các đường biên. Cho nên đôi khi mình bản thân mình rất là thích, rất là tò mò và chính cái quá trình, đôi khi là cái process ấy, quá trình rất là thích.